Không, anh ra anh túm. Xem có con nào nó ấy hơn không hay Con là này là nó xoải xoải nhất chị mà ơi, là đực. được cái này. Con này em bảo bao nhiêu cân? Con này anh nghĩ không bao giờ quá 80 cân. Đâu chị cứ cho em con nhỏ nhỏ hơn đi chứ nào. Thực ra anh em toàn có phải nhiều đâu, nhưng một con không về ông nuôi ông cảnh con. Con đấy thì 100% được rồi. Không, đang chị đang chọn xem lựa con nào nó đuôi dài tí về mình làm thanh cảnh. Vâng, con nào nó đuôi đuôi điếc nó đẹp đẹp tí về mình làm cảnh, mà còn các bác thì thịt ấy, em mới mang về để gọi là bắt con về để chiêm ngưỡng tí. Bắt chắc chắn con đực vào. Nhưng mà ông ấy mong muốn là nó khoảng 80 cân, sát sát 80 cân. Kìa cửa cua ra, đóng cửa vào đi. Định bắt con nào? Nó không đóng cửa đằng trước à? Đấy đấy, con đấy. Rõ đẹp. Cứ từ từ thôi em. Con kia không phải con được ở chị đấy, con đấy đấy. Đấy chị móc con đấy được này. Đấy đấy. Ui chạy nhanh đấy. Đâu phải dễ bắt đâu mà. Đấy đẹp đấy. Có con nào đéo bắt được thì ông bảo Đấy con đấy. đẹp thì con bắt được thì ông bảo con xấu, con đéo bắt được thì ông bảo con đẹp thì đánh đố bà chị. Mình bên này nó còn lành nhá, bên kia nó sinh sản, nó nói ông mẹ vào con đực nó đả luôn đấy, Tận luôn à? nó tấn công ấy. Bên này là nó hiểu bạn bầy đàn. Cái này có 100 con hay bao nhiêu con? Làm gì cái này hơn trăm, Hơn 100 con à? hơn trăm đây, ngày thì có hôm thịt 27 con. Anh bảo mẹ thị trường ở chiếu ở xa. Kinh á. Úi giời. Mày hốt lắm, không trời. Cú con ơi, mày ra mày đóng cửa đằng trước đi. Có phải đóng không? Hay nó không chạy ra? Bắt được con đấy rồi, bố lại còn... Đấy đấy, cái con có cái gì, có cái đai đỏ đỏ đấy. Ủa, ra ra đứa bé, con lấy cái đấy, con đấy này. Đây đẹp rồi. Lông dài đẹp đấy. Con đỏ đỏ đấy đó, đấy mày con đỏ đấy. Quá móc cái con đấy được rồi, cân luôn. Móc cái con gắn cái Đấy gắn chip đỏ đỏ đỏ. đỏ đấy. Ở đây nó đi Con vào. này nó khôn nó lại chui vào trong đàn. Mấy con gắn rồi. Đây con nào cũng gần như con nào gắn rơi. Em bắt về để lại cho ông mẹ tồn đàn này, hao lắm. Đấy đấy đấy, nghe nghe nó vào góc đấy. Con này to nhỉ, ở đây con này đẹp to. To. La ra le đỡ em. Sáng mai anh bo ra bắt bún. Hết bún luôn. Phùng ngắn lắm. Em nói anh gái Ba Vì thì có phải vừa đâu. Đầu mà lông nó đen mỏ nó hồng đấy, bọn đực toàn bộ cái mỏ nó hồng hồng đấy, đấy ngay trước mặt em nó xe cánh đấy. Đấy con đấy, bắt con con đấy. Đấy, bắt con đấy. Rồi, đấy. Đúng nó rồi đấy. Nào vào đi. Từ từ cứ để từ từ đã, đừng giật.
cho nó nằm im đã. Chưa? Chạy mất dép. Bỏ mẹ dép đi không rồi là con mi đấy. Đôi dép bị bỏ ra. Này đúng là phải làm cái đường barrier nhỉ, nó côn dần côn dần. Cái này lùa này. Làm như cái phễu này cho nó chạy ra từng cái một đấy. Chết rồi. Lá ra đi. Cứ giữ lại một lúc là nó mệt là nó đứng không mà. Bọn này không túm được cổ, chịu quá không bắt được. Phải có mẹo hết. Có điểm yếu của nó đấy. Cái này túm chân rồi nó đá rồi. Không, ngoài này nó lại không đá đằng sau. Không đá đằng sườn. Đấy, đây là tình huống gọi là bắt đà điểu thôi cho đủ này. Anh người mình nuôi người đủ. Đấy, đằng sau chịu không bao giờ đá được anh nhé. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đang, trẻ than, chào hào. Con này ưng quá anh ạ, con này đẹp ạ. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý, không. Và phân bò sữa anh, đen vi sinh. Anh về phát là tự nó mật độ nó ấy phát nắng khô rồi khô sàn. Nó mật độ mà, nó theo mật độ của đàn thì được thế này là tốt lắm. Ăn này thôi, nghe anh có cỏ voi, cỏ hoa trắng. Người đà bể nước, lời ru, bùa bầm. Vừa chim cô gái miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái, mang ngỗng, phấn hồng, âm dòng, bộ mã. Được tuyển chọn rất kỹ càng. Cần theo kiểu gì em? Chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than. Đấy nhá, nhìn nhá, là sau mà về mà di chuyển như này nhá. Sau phải móc cái này không? Móc đấy. Không kệ, không vấn đề gì. Không ảnh hưởng. Cái này nó đẩy thẳng trên ô tô xuống vẫn phải nghe. Mình không quen. Chứ còn bọn nó bắt quen là nó chở đi, này có cái giấy tờ gì chở đi. Không phải giấy tờ, nó là con vật nuôi thông thường rồi anh ạ. Con này là vật nuôi, cưỡi luôn xem nào. Ôi giời, nó cưỡi được. Chết người. Bịt này. Bịt cổ. Tối nay anh cho sao tiền gái chim cu cây đa bể nước người xưa của bầm vừa chim cô gái đây là ngơ ngay đi đâu Ba Vì Hà Nội. Xin kính chào bây giờ cho ra cân. Tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng phấn hồng âm dòng bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đang, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì. Rồi anh Khiêm trong anh em ra hỗ trợ phát. Mỗi người một chân một tay. Rồi ok. Là mấy anh em ở đây sợ. Có mấy em ở đây chỉ vào nó là ác vậy. Đấy một số em. Qua này mà anh lấy ba chồng. Mỗi tối ngủ với một chồng đấy. Không phải đùa đâu. Gái gái, gái Mường Ba Vì chính cống đấy. Không phải đùa đâu. Nhìn. Người ta dân tộc Kinh mà người ta Mường. Chân thì chân như cái chính. Cái này. Trên siêu tập hàng cùng. Cái này là cái bấm mà nó này. Này nó bấm. Từ ngày gì nó bé téo. Đây, bỏ ra được không? Bỏ được. Bỏ rút ra đi. Bấm mở số á. Nó đứa đâu? Không, đau cái nào anh cứ để đấy mà. Cá rồi anh. Cái bấm kia làm lên là con. Còn cái thùng ấy nữa mà. Không tí mở phù mở bừng ra thì thấp không. Không phải nhưng mà còn cái cây kia nó hướng nó nhảy được nhỉ. Không. Được. Cứ mở ra đi, mở hết ra đi. Chị cứ bỏ cổ rồi nhá. Chị bỏ cổ đi. Bắt chị bỏ cổ đi mà. Vậy mà ra bây giờ. Giờ cháu lại hai chị em lại không thấy được đâu. Khôn nhỉ, quỷ đấy à. Túm cổ chứ. Túm cổ chứ. Ô, cho lên đuôi lên à. À. Đấy, có bài của nó này mình không làm quen thì biết đằng nào mà lên. Trở lại về tận Yên Bái. Ván này cân là cân cả người là 143 cân.
cân người lên xem nào. Cân. À, 50 cân. Người 50 cân. Hàng mái nặng hơn hàng trống. Tuyên Quang hả? Rồi rồi. Không, anh cứ cho ăn ngô như thế này này, mấy cỏ voi, mấy rau hoa trắng, các loại cỏ thái ra cho nó ăn. Đấy, anh em về luôn đi cho nó khỏe. Xúc cái ca lên. Xem một cái xẻng kìa. Đi một lúc nó hết thăng bằng, nó mệt, nó tự nó ngồi xuống. Cát thế là được rồi. Cho cát vào này là quá được rồi mình. Con này đẹp. Về thâu ngắm. Về nhá. Ờ. Về tận Tuyên Quang. Đấy là, giới thiệu với các bác. Đây là một người đại gia là mua một con đà điểu về thả ngắm ở vườn đấy. Con này là khoảng 90 triệu. Quý vị các bạn mua con giống hoặc mua những con như này về để cưỡi, về để tập là liên hệ là 0335305982.